Em xin chào quý anh chị, em là Công Gốp. Thì hiện tại trên tay em đang có cái bộ gậy TaylorMade Steel 2 và bộ P790. Bộ này thì bên em sẽ ra một cái bộ gần như là hoàn chỉnh luôn. Đó, giá thì hơn 50 triệu một chút thôi. Nếu mà giá thị trường thì bộ này đang phát hành giá khoảng trên dưới hơn 90 triệu đó. Nhưng mà bên em đang sale còn khoảng 5x cơ. Đó. Thì bộ này gồm những gì? Là bộ gồm đây là có 11, 12 cây. Đó. Thì bao gồm là gì? Ba cây gỗ, ba cây này gần như là tiêu chuẩn rồi. Chúng ta có thể là thoải mái lên sân với ba cây này rồi. Đó là driver 10.5S thì anh chị có thể đổi sang 9S cũng được. Đó. Và một bộ và một cây gỗ 5S này, Red Q 4S này, đó. Cái bộ sắt này là bộ gồm 6 cây 56789P đó. Tuy nhiên, đây là đang là cán Modus 105S thì anh chị có thể là đổi sang cán 950 hoặc là 850, tuy nhiên thì sẽ thêm một chút phí đó. Cái Spatter này là Spider GT 2022 đó. Ngoài ra thì bên em sẽ bổ sung thêm hai cây gậy kỹ thuật, đó là cái cây 56 và 60 đó. Như thế vậy là chúng ta gần như là bộ một bộ hoàn chỉnh để chúng ta có thể đánh được gần như tất cả các hố, tất cả tình huống khó trên sân rồi đó. Thì bộ này thì bên em đang để giá niêm yết là gần hơn 90 triệu, nhưng sale còn khoảng 5x. Thì anh chị nào có nhu cầu có thể liên hệ với em qua đường link mô tả bên dưới. Em là Công Gốp, xin cảm ơn.